Xin chào tất cả các bạn, và mình chính là KSD đây. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua những ý nghĩa về các loài hoa bỉ ngạn rồi đúng không nào? Tuy nhiên, đã bao giờ các bạn nghĩ rằng liệu hoa bỉ ngạn có thực sự xuất hiện trong thế giới Minecraft hay là không? Và nếu như loài hoa này thực sự có trong thế giới Minecraft, thì đó sẽ là một loài hoa bình thường giống như những loài hoa khác, hay ẩn sâu bên trong những bí mật về loài hoa bỉ ngạn chính là những bí mật kinh dị khủng khiếp và đầy ghê sợ nhất. Qua video ngày hôm nay, các bạn sẽ có được câu trả lời cho vấn đề đó. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như sau. Hay dài dài. Cái số của mình đúng là khổ thiệt sự mà. Đây nè, để cho tất cả mọi người cùng coi. Đó, thấy không? Hiện tại bây giờ phía sau lưng của mình đó hả, đó chính là mặt trăng. Và mặt trăng nó lên rất rất là cao luôn rồi. Thì cái lý do vì sao đó hả mà mình phải đợi tới tận trời tối đó nha, mình mới lên được đồng bằng, mình mới lên được mặt đất á, đó chính là do bởi vì ở phía sau lưng của mình nhìn nè, đó, ở đây nè, thấy không? Đây đó hả là một cái hang. Và khi á mình bắt đầu sinh tồn trong cái thế giới Minecraft này nè, mình mới xuống cái hang đó để mình đào sắt, đào than đồ á, thì cái hang này giống y như là cái mê cung vậy á, y chang luôn. Nên là mình đã bị lạc và mình lạc rất rất là lâu. Rồi khi cuối cùng đó nha, mình tìm được đường lên á, thì bây giờ đã là trời tối luôn rồi. Hey, khổ sở thiệt sự luôn á. Mà một cái vấn đề quan trọng khác nữa đó chính là đó nha, mình bây giờ trong người của mình á chỉ có hai cục len trắng mà thôi. Mà chỉ có hai cục len trắng á thì làm sao mà mình có thể làm được một cái giường ấy chứ. Khổ quá đi, thôi được rồi, bây giờ phải lo nhanh chóng đó nha, tìm nơi nào đó trú ẩn thôi, trước khi đó hả mọi chuyện trở nên quá muộn. Nếu không là mình sẽ bị hả bọn zombie creeper skeleton dí quýnh là mệt lắm luôn á. Trong người mình bây giờ chỉ có một cái rìu sắt thôi à, mình sợ rằng hả là sẽ không chiến đấu lại được với bọn chúng. Rồi đi thôi nào. Và bây giờ ôi coi nè, ở cái khu vực đường này đó nha, mình nhìn thấy đó hả giống như hả là một cái cổng chào vậy đó. Và ủa cái gì đây nhỉ, tại sao hả? Đây là cái hiện tượng gì vậy ta? Coi nè, thật sự đó nha, đây chính là một trong những cái hiện tượng mà lần đầu tiên mình thấy trong thế giới Minecraft luôn á. Tự nhiên xuất hiện ở đây giống như là một cái cổng chào. Cái thế giới này spawn ra khá là kỳ lạ. Và hai bên đường á nha, có rất nhiều á hả những cái bụi hoa hồng luôn nè. Đây chính là bụi hoa hồng trong thế giới Minecraft á. Mà làm sao là có thể như vậy được cơ chứ? Giống như đó nha, đây á hả là một cái cổng chào mừng, là chào mừng những dân làng hay là chào mừng những player Minecraft tới với thế giới này vậy đó. Nhưng mà tới với thế giới này là tới với cái gì mới được cơ chứ? Ơi, từ từ, ở đây mình thấy có gì đó khá sáng sáng nè. Đâu, để mình thử lại gần mình coi thử coi. Tại sao đó nha, ở đây đó hả lại có một cái gì đó phát sáng và hình như là một cái bảng thông báo nè. Nếu như đó hả, ở đây có một cái bản thông báo đó nha, thì chắc chắn đó hả là trước mặt của mình là một ngôi làng. Vậy điều đó đồng nghĩa đó nha, là cái cổng chào bụi hoa hồng này nè chính là đó hả cổng chào của ngôi làng Minecraft này đó. Wow, lần đầu tiên mình thấy luôn nha. Vậy là các ông dân làng trong thế giới Minecraft này đã có khả năng xây dựng nên một cái cổng chào để chào mừng tất cả những người mới tới ngôi làng này đó. Được rồi, bây giờ để mình thử lại bên cái bản thông báo này mình coi thử xem đó nha, là liệu đó hả bản thông báo này nó ghi về cái vấn đề gì mới được. Sống nhờ loài hoa ấy, chết vì loài hoa ấy. Cái gì đây, hoa bê thăng rồi ng rồi tiền đô la rồi n vạn tuế là cái gì? Hình như đó nha, cái chữ hoa này nè, nó đã bị hư một cái gì đó rồi. Nếu như bình thường sẽ là hoa hồng, hoa anh túc hay là hoa gì đó thì nó sẽ hiện rõ lên. Nhưng mà cái hoa này hình như có ai đó đã cố tình che giấu tên của loài hoa này. Hoa BNG vạn tuế. Hả? Hoa BNG vạn tuế là loài hoa gì? Đáng ra phải là hoa hồng chứ đúng không? Tại vì mình nghĩ rằng là cổng chào hoa hồng thì chắc là mấy ông dân làng trong ngôi làng này phải gọi là thờ phụng hoa hồng dữ lắm á. Thôi được rồi, để bây giờ mình thử bắt đầu bước vào bên trong ngôi làng này nha. Thế coi thử xem là rốt cuộc đó hả bên trong ngôi làng này có cái vấn đề gì. Và wait what, từ từ, mình có đang nhìn lầm không vậy? Gần như toàn bộ tất cả, à không phải gần như đâu, toàn bộ luôn, toàn bộ tất cả những cái ruộng lúa trong ngôi làng này, bọn họ đều trồng bụi hoa hồng. Wait what, tại sao các dân làng lại không chịu trồng lương thực như là hả lúa mì, khoai tây rồi này nọ mà lại trồng hoa hồng ta? Ơi,
Nhưng mà cũng được đó nha, bởi vì hoa hồng á hả, chúng ta có thể ăn được nha tất cả mọi người. Đúng rồi đó, thật sự thì hoa hồng vẫn có thể ăn được chứ không phải không. Nhưng mà cái việc mà trồng hoa hồng để mà ăn với số lượng nhiều như thế này á nha, thì ngán chết luôn á. Tại sao mấy ông dân làng lại trồng hoa hồng nhiều như vậy ta? Và ở đây con, ui, wait, what, cái gì đây? Ở trước ngôi nhà này cũng có một bụi hoa hồng luôn, nhưng mà kế bên bụi hoa hồng đó là có một cái vết máu. Wait, what? Ơi, hình như là tất cả những cái bụi hoa hồng nào đó nha thì cũng sẽ có những vết máu luôn. Hả? Tại sao bụi hoa hồng lại có vết máu rồi chứ? Người ta kêu là hoa hồng thường thường đỏ như máu, nhưng mà đỏ như máu như thế này đó nha là theo nghĩa đen luôn, còn gì nữa. Không phải nghĩa bóng đâu, nghĩa đen luôn á, nghĩa siêu đen luôn. Vừa có hoa hồng máu mà vừa có vết máu nữa. Cái gì vậy cà? Và đây nè, đây là những cái hả ruộng hoa hồng nè. Và oh my god, cái gì đây? Mình có đang nhìn lầm không vậy? Hình như đó nha, là đây không phải là nước bình thường đâu, mà đây hình như là máu hay sao á. Đúng rồi. Ơi, đừng nói với mình rằng đó nha là các ông dân làng đã nuôi những cái bụi hoa hồng này bằng chính máu của các ông dân làng nha. Trời đất, vậy là hơi bị kinh khủng và kinh dị luôn á. Không biết tất cả mọi người đã bao giờ có ai hả nhìn thấy được và nghe được những điều này chưa, nhưng mà mình đã từng nghe qua một câu chuyện nữa đó nha, là có một loài hoa mà hoa đó mình không nhớ tên là hoa gì, nhưng mà cái hoa ấy đó nha là con người ta đó hả muốn nuôi nó phải dùng máu của chính người đó, và ngoài hoa đó nha sẽ ban cho con người ta sức mạnh vô song và vô biên luôn. Hay có khi nào là các ông dân làng trong ngôi làng này cũng đang bắt đầu thực hiện nữa hả, cái gọi là cái tà thuật đó, cái ma thuật đó, chính là nuôi hoa hồng bằng máu để có lại một sức mạnh kinh khủng và kinh dị nhất hả? Cái gì nghe quá đản vậy? Và nhìn để ý kỹ đó nha, thì bất cứ ngôi nhà nào đó hả cũng sẽ có một cái bụi hoa hồng và một vết máu kèm theo hết trơn hết đó. Cái gì ghê vậy ta? Từ từ coi, để bây giờ mình thử quanh coi từ từ. Bây giờ mình cần phải điều tra để mình vô trong từng căn nhà coi thử xem đó hả là liệu trong từng căn nhà này có bất cứ một cái gọi là manh mối gì hay không. Lúc đó đó hả thì mình mới có thể hiểu rõ được. Không có gì cả. Hay là bây giờ, ok, nhà họ Rèn nè, để mình vào nhà họ Rèn thử. Bởi vì nhà họ Rèn có rương đồ á, mình nghĩ rằng chắc chắn đó nha, là bên trong cái rương đồ đó sẽ có một cái manh mối gì đó mình có thể tìm hiểu. Và đúng rồi nè, một cái rương đồ và từ từ, ở trong đây có những cái bộ giáp ngon, có giáp sẵn thì xài luôn. Và mình thấy ở đây có cả một quyển sách đó nè. Quyển sách này nó ghi tên là ghi chép, sách ghi chép á. Thôi được rồi, từ từ, bây giờ trước tiên đó nha, mình cứ mặc đồ vô cái đã, mặc đồ giáp sắt vô cái đã. Và bây giờ mình sẽ đọc quyển sách ghi chép này, cứ xem là nó ghi về vấn đề gì nha. Bọn dân làng này điên hết rồi. Bọn chúng nuôi bông hồng bằng chính máu của bọn chúng. Và sau đó bọn chúng nói rằng cái thứ hoa mà bọn chúng đang nuôi dưỡng là hoa bỉ ngạn. Hả? Cái gì? Đây là hoa bỉ ngạn hả? What? Nhưng mà rõ ràng nó là hoa hồng mà. Từ từ, để mình đọc tiếp coi. Tôi đã không hề tin về việc này cho tới khi chính tay tôi ngắt những cái bông đó. Và đó chính là hoa bỉ ngạn đỏ trong Minecraft. Nó làm tôi đổ máu. Ôi ôi, cái player Minecraft này, cái tác giả của quyển sách này đó nha, người ta còn chưa kịp ghi cho hết đó hả chữ cứu tôi nữa, thì có vẻ như đó là anh ta đã bị chết luôn rồi. Nó làm tôi đổ máu. Vậy là thực sự đó nha, những loài hoa này có khả năng hút máu người hả trời? Cái gì vậy? Hay là bây giờ mình có nên thử đó nha, mình có nên thử ngắt một bông hoa hồng này để coi thử xem là liệu rốt cuộc đó hả là nó có thật sự chính là hoa bỉ ngạn đỏ không ta. Mà từ từ đi, ở đây có cái giếng nè, nhưng mà cái giếng này sao mình thấy khá là cạn mà. Ôi trời đất ơi, cái giếng này đỏ như máu vậy đó. Vậy là ngay cái giếng này nha cũng là máu á. Ơi, hay có khi nào là toàn bộ hệ thống nước ngầm trong cái thế giới Minecraft này bây giờ đã trở thành máu rồi, và nó đang nuôi dưỡng những loài hoa không ta? Mà bây giờ mình mới để ý nha, các ông dân làng đâu rồi nhỉ? Sao mình không hề thấy bất cứ một ông dân làng nào ta? Hay là có cái gì đó liên quan tới cái giếng này? Đâu, để mình thử coi. Từ từ, bàn chế tạo của mình đâu rồi? Bàn chế tạo nè, làm ra một cây hả sản sắt nè. Rồi bây giờ đào lên coi. Và ơi, ở đây có gì nè? Oh my god, cái gì đây? Từ từ, mình thấy bên dưới đây này nha, có một cái bộ xương skeleton. Oh my god, trời đất, bộ xương skeleton này rất có thể đó nha, chính là ông dân làng á. Và ôi, bị đúng rồi nè, tất cả những cái bụi hồng á nha
Những bụi hồng hay còn được gọi đó hả là hoa bỉ ngạn trong quyển tập ghi chép này đó hả, nó đã hút máu hết tất cả các dân làng rồi. Ôi, và nó dùng máu dân làng để mình nuôi sự sống á. Và bây giờ nha, bởi vì đã không còn là dân làng nào cả cho nên nó hả là cái giếng nước này nè đã cạn dần hay sao á. Oh my god, thôi đi lên nào. Nhưng mà thật sự đó hả là mình cảm thấy đó nha là vẫn có một cái gì đó rất rất là khó hiểu về cái vấn đề này. Nên mình nghĩ rằng là chắc là bây giờ, đúng rồi, mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử lên đây và mình sẽ thử ngắt một cái bông hoa màu đỏ này, bông hoa hồng này. Bây giờ mình còn không biết liệu nó có phải là hoa bỉ ngạn hay là không, hay là hoa hồng hay không nữa. Nhưng mà bây giờ hả, mình sẽ ngắt thử và coi xem là liệu đó nha, đây có thực sự phải là họ hoa bỉ ngạn hay là không nha. Được rồi, phá rồi nào, và lượm lên. Ok ok, bây giờ mình sẽ cầm nó trên tay nha. Mình hy vọng rằng nó thực sự đó hả chỉ là hoa hồng bình thường mà thôi. Và cầm lên nào, cầm lên đi cái đi ơi, trời đất ơi, mình rung mà không dám cầm lên tay mình luôn nè. Và wait what, coi nè, nó không phải là bụi hoa hồng mà nó ghi là hoa bỉ ngạn đỏ luôn hả. Cái gì vậy, vậy đây thực sự đó hả chính là hoa bỉ ngạn đỏ luôn hả? Cái quái gì vậy trời ơi, hoa bỉ ngạn đỏ trong thế giới Minecraft sao, mình không tin. Hả? Ủa từ từ, hồi nãy là wait what, hồi nãy làm gì có. Tại sao vậy? Ôi cái gì vậy? Thôi, tới mình bị quýnh, Ủa sao mình lại chảy máu? Sao mình lại bị quýnh vậy? Cái gì? Ủa ai quýnh mình vậy? What the hell? Ôi cái gì thế? Ôi sao mình bắt mình? Mình đang bị bắt từ từ nè. Cứu mình với cô ơi. Bạn đã bị hoa bỉ ngạn đỏ hút sạch máu. What the hell is this? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn trong thế giới Minecraft. Chắc hẳn rằng các bạn cũng đã từng nghe loài hoa bỉ ngạn đỏ, ý nghĩa bên ngoài của nó chính là hồi ức đau thương. Tuy nhiên, trong thế giới Minecraft lại không phải như vậy. Ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn đỏ trong thế giới Minecraft thật sự là nó sẽ hút máu tất cả mọi thứ cho đến khi nó là vật chủ duy nhất còn tồn tại trong thế giới này. Vì vậy, các bạn hãy cẩn thận khi gặp phải loài hoa bỉ ngạn đỏ trong thế giới Minecraft nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Falling, I'ma keep on falling.